con này là ua nha anh em, con này là không, tình trạng là không có sạc nha, bán như vậy nha, riêng của Đức nha anh em, con này bán 2 triệu nha, anh em vào tự nghiên cứu nha, con này chạy bằng 5 nè, 4 ngàn nè, là cái nắp của nó, bằng trong đây nha anh em.